Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự độc quyền. Bạn có ý nghĩ gì về độc quyền? Một cấu trúc thị trường đặc trưng bởi một người bán duy nhất, bán một sản phẩm duy nhất trên thị trường. Trong một thị trường độc quyền, người bán không phải đối mặt với sự cạnh tranh, vì anh ta là người bán duy nhất hàng hóa, không có sự thay thế gần gũi. Anh ta thích quyền định giá hàng hóa của mình. Ví dụ về độc quyền là gì? Một độc quyền là một công ty là một người bán duy nhất của sản phẩm của mình và nơi không có sản phẩm thay thế gần gũi. Một công ty độc quyền không được kiểm soát, có sức mạnh thị trường và có thể ảnh hưởng đến giá cả. Ví dụ Microsoft và công ty khí đốt tự nhiên địa phương của bạn. Các loại độc quyền là gì? Các loại độc quyền như sau. Thứ nhất, độc quyền tư nhân. Độc quyền tư nhân sở hữu và điều hành được gọi là độc quyền tư nhân. Thứ hai, độc quyền công cộng. Thứ ba, độc quyền tuyệt đối. Thứ bốn, độc quyền không hoàn hảo. Thứ năm, độc quyền đơn giản hoặc đơn lẻ. Thứ sáu, độc quyền phân biệt và đối xử. Thứ bảy, độc quyền hợp pháp. Thứ tám, độc quyền tự nhiên. Độc quyền là tốt hay xấu? Độc quyền đối với hàng hóa, thị trường hoặc khía cạnh sản xuất cụ thể được coi là tốt hoặc khuyến khích về mặt kinh tế trong trường hợp cạnh tranh trên thị trường tự do không hiệu quả về mặt kinh tế. Giá cho nhiều tiêu dùng phải được điều chỉnh hoặc rủi ro cao và chi phí gia nhập cao ngăn cản đầu tư ban đầu ở mức cần thiết khu vực. Ưu điểm của độc quyền là gì? Lợi thế của việc trở thành độc quyền cho một công ty. Thứ nhất, họ có thể tính giá cao hơn và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với thị trường cạnh tranh. Thứ hai, doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ quy mô kinh tế bằng cách tăng quy mô hoặc có thể cho có chi phí trung bình thấp hơn. Điều quan trọng đối với các ngành có chi phí cố định cao và phạm vi chuyên môn hóa. Ưu điểm và nhược điểm của độc quyền là gì? Các công ty độc quyền thường được coi là một số nhược điểm, giá cao hơn, ít ưu đãi để có hiệu quả, vân vân. Tuy nhiên, các công ty độc quyền cũng có thể mang lại những lợi ích, chẳng hạn như tính kinh tế theo quy mô, chi phí trung bình thấp hơn và khả năng tài trợ cho nghiên cứu và phát triển lớn hơn. Làm thế nào để bạn kiểm soát độc quyền? Một số biện pháp quan trọng là: thứ nhất, luật chống. Một trong những biện pháp được độc quyền áp dụng là hình thành các quỹ tín thác. Thứ hai, kiểm soát giá cả. Thứ ba, hiệp hội người tiêu dùng có tổ chức. Thứ bốn, công khai hiệu quả. Thứ năm, tạo cạnh tranh cộng đồng. Thứ sáu, quốc hữu hóa. Chính phủ có độc quyền không? Trong kinh tế học, một độc quyền chính phủ hoặc cộng đồng độc quyền là một hình thức cưỡng chế độc quyền, trong đó một chính chủ cơ quan hoặc chính quyền, tổng công ty và nhà cung cấp duy nhất có một số đặc biệt và dịch vụ và cạnh tranh đều bị cấm của pháp luật. Đó là một độc quyền do chính phủ tạo ra. Tại sao chính phủ có thể tạo ra độc quyền? Chính phủ có thể tạo ra độc quyền bằng cách trao cho một công ty độc quyền sản xuất một số mặt hàng. Chính phủ cũng cung cấp quyền sở hữu duy nhất đối với các sáng chế thông qua luật bằng sáng chế để giúp loại bỏ thất bại thị trường có khả năng xảy ra trên thị trường của những hàng hóa đó. Chủ nghĩa xã hội có phải là độc quyền không? Trong chủ nghĩa xã hội độc quyền không có tài sản nào để mua. Người chơi lần lượt tung xúc sắc và di chuyển quanh bàn cờ giống như độc quyền thông thường. Tuy nhiên, thay vì tự trả tiền cho mọi thứ, hầu như mọi thứ đều được tài trợ bằng tiền từ cộng đồng. Độc quyền ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào? Khả năng tăng giá vô thời hạn của một công ty độc quyền là tổn hại nghiêm trọng nhất đối với người tiêu dùng. Bởi vì nó không có cạnh tranh trong ngành, giá của một công ty độc quyền là giá thị trường và nhu cầu của thị trường. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.